chào mọi người, hôm nay ngày chủ nhật đẹp trời, mình đến với mọi người món cá tầm hai món, món măng chua và nước mướp. Anh đang làm cá tầm này trộn hoa nước nóng mình làm nha các bạn, nó đánh nhưng mà nó dễ cứng nha. Mới ra cá tầm này làm rất nhiều món này, có thể là lúc lắc nè, rang muối nè, chi nước mắm nè, sốt nướng, nhưng mà thích ăn cái gì làm món đó. Và đây là dĩa dầu, ở đây mình sử dụng keo neo, rau muống và rau nhúc, cà chua các bạn. Và đây là nước lẩu măng chua, măng trắng tươi. Mình sử dụng thêm ngò gai, ngò ôm ha, ớt. Các bạn nêm thì cũng đường, muối, nước mắm và nước cốt tắc, thơm thơm, chua chua, ngọt ngọt. Quay lên tôi luôn đây, tôi luôn nè. Đỉnh nhà hàng nè. Cá nướng của mình đã lên lò ha. Đang được thực hiện tại bếp nướng nhà hàng hải sản Thủy Cung 257 Trương Vĩnh Ký. Đây, cá lẩu của mình đã ra nha các bạn. Rồi, anh đẹp trai bưng đi, anh đẹp trai. Được rồi, quá đẹp trai luôn. Cá mình nó vô muối ớt rồi ha, khô rang vàng khè luôn. Rồi, món ăn của mình đã xong ha các bạn. Xin chào và hẹn lại gặp lại các bạn ở clip sau nha các bạn.